toàn đó là tín hiệu cho tổ máy số 1, tiếp theo tổ máy số 2, số 3, số 4, số 5 và lần lượt là cuối dung máy đằng kia là tổ máy số 8. Như vậy là 8 tổ máy này chúng ta được thiết lập xây dựng là hoàn toàn trong lòng núi. Và nó lắp đặt trong một cái gian máy này ạ, có chiều dài của nó là 260m. Chiều cao thì tính từ cái gian con máy này trên ạ, xuống tiếp dưới đáy công trình này còn 52m nữa. Tức là dưới chân mình là cả một cái tòa nhà cao khoảng 10 tầng. Với tất cả hệ thống phát điện chính của nhà máy như là đo to máy phát thì được nằm ở dưới này. Ở phần trên này chúng ta nhìn đó là 8 cái cổ mốt của một cái máy. Như vậy là mốt tương đương này ạ, có sức nặng của nó là 2410 tấn, được kính rộng 5,6m và sâu xuống dưới là 38m nữa. Người ta sẽ dùng hai cầu trúng rất lớn ở trước mặt đoàn chúng ta đấy ạ. Mốt cầu này với sức nặng của nó là 350 tấn, hai cầu là 700 tấn và nó di động để cầu với thiết bị của máy lên để chúng ta sửa chữa và lại tụ. Nói về cái sông xanh với phương tư bin thì có những cái